Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về một cô nàng mặc một bộ quần áo cầm theo một chiếc túi đang đi nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thế nào. Bây giờ thì mình sẽ lấy màu cam để tô cho bộ đồ. Bây giờ thì sẽ lấy màu hồng đi tô chiếc túi. Còn màu gì đó? Hình dưới tới mình sẽ có một kính.